Xin chào các bạn nha, mình là mới đặt cái gimbal về đó, mà không ngờ nó nhanh với tốc độ mà chóng mặt luôn đó. Mình mới đặt hôm qua, đặt sinh nhật vợ mình, mình đặt cho vợ mình cái gimbal tặng cho mình. Đây nè, đặt ngày hôm qua là ngày 4 tháng 4, tối qua phải không ta? Đặt hôm tối qua tối... bữa nay là chiều nay là có hàng nè các bạn. Đó, hôm qua bữa nay có hàng nè. Các bạn thấy kinh khủng, tốc độ kinh khủng chưa? Ồ, quá trời luôn rồi nè. Bây giờ mình khui thử nó nghe, cái này là cái gimbal gì, Osmod gì đó. Osmod V3 gì đó. Đâu. Đó. Mình thử nghe bây giờ nó như thế nào nha. Bữa nay bỏ cơm luôn rồi. Bỏ cơm thiệt à. Dọc đường này ra nè. Zoom quá. Cái này nhìn là nó có ba, nó có hộp rồi, nó có chân quay luôn á. Trời ơi, cái dao kìa. Nó mũi luôn. Bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Rung. Lần đầu tiên mình đặt gimbal đó các bạn, mình làm hơn 100 clip mình làm. Ê, đừng có xé. Làm cái nó đẹp đẹp cái. Tại mình thấy cũng cần các bạn ơi, tại quay bằng tay nó thấy rung quá. Thôi cắn răng mua cái gimbal thử coi nó làm sao. Đây. Quá trời luôn rồi. Không ngờ nó nhanh như thế vậy luôn á. Wow. Osmod Mobile 3 combo. Mobile 3 combo, Osmod Mobile. Này giấy bán hàng hả? Bảo hành hả? Đây, giấy này của Nhật Nguyên các bạn. Đó, có bảo hành đàng hoàng ha. Ai đập thùng đập. Đập thùng tiền, đập hộp ra, đập ra. Đập hộp ra. Mà không có ai khui nghe các bạn. Ồ, nguyên xin luôn nè. Nguyên xin luôn nha. Ồ, nguyên xin luôn. Hỗ trợ cho Android với Apple. Cái nè, đây, qua đơn này phải không? Ok. Ok. Rồi, bán hàng qua điện thoại vậy đó, đã thu tiền vậy đó, tùm lum hết trơn đó. Rồi, khui. Thằng liếm nó khui sao vậy ta? Cái tay nó gung cái gì? Này cái khúc này mới hồi hộp nha các bạn. Ok. Nguyên xin luôn, bốc tem em nó luôn. Chỉ lần liếm khui mấy thầy khui đâu. Bây giờ khúc này mới hồi hộp nha các bạn. Đây. Chắc chắn là rất là im rồi. Đến đây. Còn cái hộp ở trong cái hộp nó chưa. Là chân quay quá. Chưa tới. Đây đặt hộp lớp đầu rồi, tới lớp thứ hai nha các bạn. Lớp thứ hai luôn hả? Làm đúng. Cái gì đây? Này cũng có hộp nữa. Ồ đẹp quá gì. Smart. Bao già để sao dụng cái đó để cái đâu hộp. Đây, cái này là tới lớp thứ ba nha. Lớp thứ ba luôn. Có đã. Bao giờ về cái ấp bao giờ hồi học và chờ đợi mở ra còn cái nữa. Wow, màu đẹp cái ha. Cà chú Phúc, nó có hướng dẫn sử dụng không? Có chứ, đây nè, nguyên hộp như cái này. Cái này nó hình như là có cài qua phần mềm đó gì đó. Đúng rồi nè, cái này nó còn mà cài thử đây Phúc. Dùm cài cái nó tám được kìa. Quay dùm lên. Ơi, có cái gì vậy? Có chân đế cầm. Nó là gì nè các bạn? Cài đi Phúc. Cài nó 8 vô quay thử coi. Mở cái kia nó 8 nè. Nó 8 nè. Chụp hình. Dây sạc. Cái gì ta? À, cái cáp á gì đó. Cáp sư cua phải không Phúc? Cái đó cáp phải không? Nó giống một cáp cái gì? Dán để chống chạy điện thoại lên. À, dán chống chạy hả? Ồ, có dây nè. Con chân này chân đế vậy đó. Cái đó là chân đế. Sách hướng dẫn em đó. Cô đã vô quay liên không mà trời. Sách hướng dẫn tháo ra không? Trời ơi, tháo cái hộp. Ồ. Nó có cái chơi cái cài cái app đó. Nó đọc sao trời? Cái đó tiếp tục nó bị treo, nó tắt luôn. Còn một đống sách luôn các bạn. Vô ập ti, anh chưa ập ti vô được. Nó chạy luôn. Nguyên đêm hôm luôn mà ập ti chưa được. Cái này chưa biết xài sao luôn. Vô biết à? Cần sao luôn. Khả năng nó bị ổ cứng em, cái này để anh coi đó gì anh alo cho em. Mình để bên cài mình xài thử cho các bạn xem nha. Sao nha.
sao nó đông đưa đông đưa vậy? Sữa rồi đem về bển lại hả? Ồ vậy hả? Rồi cái giấy đó chắc anh kiếm 15 tây này chắc bữa nay mấy rồi ta? Bữa nay mùng 10 hả? Trống trống này các bạn. Rồi để anh đi anh gắn anh rồi, tranh thủ cho anh, nếu mà không được anh cho em hay ha. Chuyện để gắn. Bây giờ hiện tại nó. Chuyện để. Đầu tư lớn quá. Chưa có gì chơi mà đầu tư lớn quá các bạn, tốn tiền quá. À, thì bây giờ để đi rồi anh làm xong rồi có gì anh alo cho em ha. Để. Cài phải cài cái app. Cái app này. Cái iPhone đó em. Rồi vậy để đi, mai anh về làm. Rồi mai anh làm. À, nhìn nó mất tiêu các bạn ơi, cái túi. Rồi, ok. Có hộp rồi có túi hả? Ngày, cái hộp cái này đựng cái hả? Bật không chưa? Không, bật lên đó. Chỉnh cái này nó hướng dẫn hả? Chỉ biết sao nữa. À, bấm lại để điều chỉnh. Anh Chí á. Chưa biết xài nữa. Nói chung là chưa biết xài. Nói chung là chưa biết xài nha các bạn. Thật sự luôn á. Lần đầu tiên mình cầm gimbal luôn. Thanh niên này muốn cầm thử cho các bạn. Phải. Thanh niên này đòi mua lên các bạn. Mình cũng chưa muốn mua đâu. Tại thanh niên này đòi mua thấy mấy gà công ty cũng khoái khoái quá. Thôi đi mua luôn cho rồi đi. Nè nó phải cài cái app này nè, DCMIO nè, nó hướng dẫn này nè. Cài xong rồi giờ phải mở cái app này lên. Cái app đó rồi. Cuối cùng á. Đó. Nè cái DCMIO này. Cài app là xong rồi sao nữa? Dán điện thoại vô. Này nó có hướng dẫn nè các bạn. À, mình cũng chưa có biết gimbal làm sao nè. Cài đó, dán điện thoại vô. Cái gì không nhỉ? Rồi gắn điện thoại rồi. Cái này nó hình như là nó có cái nó có tài khoản nữa nè. Cái đăng nhập hả? Bấm theo chừng nó kêu mình tạo cái của riêng mình đó con. Login register. Nó không biết là nó có phải mình phải xài bằng phần mềm của nó không hay là mình không cần. Xài phần mềm mới được hay đó. Nó mở nguồn. Rồi sao nó còn nút nó hay vậy đó. Mở nguồn rồi nè, mở rồi. Rồi zoom lên zoom xuống rồi. Nghĩ là phải set phần mềm rồi. Phải xài qua phần mềm đó. Chắc phải qua coi YouTube quá. Mua cái này anh chưa chỉ à? Anh chưa có nghiên cứu cách xài nữa. Ok. À kết nối Bluetooth. Bluetooth à? Nhưng mà phải biết chỉnh nữa. Quan trọng là Bluetooth nè. Đó. Tiếng gì đó cũng khởi động. Nó khởi động cái máy lên. Cái gì? Nhưng mà không nét sao. Máy hết pin rồi. Tôi mua 1% rồi. Đây nè. Rồi. Con này qua nè. Chắc tao tốt. Chắc em nghĩ nó quay phần mềm viên của họ á. Ha nè. Không nét nè. Ừ. Ở đây có sao không? Vô là chấp nhận nè. Nét. Cái này gọi kêu họ kêu hoàn đọc. Chấp nhận cái điều khoản đó. Bắt login tài khoản nha. Tài khoản kia. Có một cái tài khoản nữa nè. Điện đi. Email. Password nhập đi nhập lại. Không khó gì. Nói cùng là chung là cũng hơi lu bù đó các bạn.
Chắc phải nghiên cứu nữa quá. Phải ạc ti cái tài khoản này. Cái này chắc đăng ký. Cái này lúc còn giờ tài khoản của anh đi. Tài khoản là gì, tên gì? Quang Hợp. Người rút cái máy ra được mà. Quang Hợp 2810. 2810. 2+gmail.com. 2810. Cái này cái gì ta? Cái đó là cái kết nối quá, đây nè. Nó sạc vậy nè, đây sạc nè, kết nối nè, trong lĩnh chơi nè. Bên sau có nút bấm nữa nè, 360 độ luôn nha. Mật khẩu và xác nhận mật khẩu. Gõ mật khẩu và xác nhận mật khẩu nè. Mật khẩu lại đi. Có bà chủ đi, lại đi. Mật khẩu rồi mới mốt rồi sao? Ừ thì cái đó. Này cái mình có sò đâu, không bà chủ đánh sai rồi. Học rồi bạn đánh ừ. Nói chung bây giờ là mình rất là vui các bạn ơi. À, thôi anh em đang cố gắng mình ạc ti luôn. Nè nó có bật ạc ti luôn nè, bật ti login luôn nè. Dạ. Yeah. Lưu luôn. Một giây báo luôn, vô luôn. Cái này đang gửi mail về Phạm Quang Hợp hay gì. Ạc ti được luôn nè. Vô luôn. Dùng cái gì vậy ta? Chưa mà còn chỉnh nữa, như nó còn cân nữa, còn nè, nét luôn. Mấy nó còn cân luôn. Có khao luôn, nó có vô khao luôn. Đó, quốc rồi đó. Chưa nó đang lock ring acti. Cô này giờ phải vô phần mềm của nó rồi. Hay à. Nói chung là cảm giác của mình là rất là vui các bạn. Đó, giờ để anh em mình cùng khám phá cái gimbal này ha. Cảm ơn xin chào các bạn nha. Cảm ơn luôn. Rồi cảm ơn mọi người đã xem clip và mua gimbal mới. Được lấy tay cái này, cái này đúng vậy, cái gì cũng lúc cái giò nè. Cái tay này nó là gì? Này chắc tới này zoom xa gần nè, còn này lần nữa mình di chuyển nè, cây này chưa cần phải dẫn vô đâu, cái này dẫn vô làm gì, nhưng mà giờ mình